Ok luôn anh em, rất vui vì được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat trên kênh Game Today. Đầu game tôi xin được cảm ơn hai anh em Tú Nguyễn và anh em Phúc Nhan. Chào mừng và rất là cảm ơn anh em đã trở thành hội viên của kênh. Lâng số tổng hội viên của kênh trong cái thời điểm hiện tại là 224 người. Rất là cảm ơn các anh em. Vậy là cái mục tiêu của tôi là đến hết năm 2022 là cái số hội viên đăng ký kênh nó đạt 300 người thì nó đã tiến đến rất là gần rồi anh em ạ. Nó rất là gần rồi. Đấy, chúng ta chỉ cần là bây giờ là 224 đúng không? 224, vậy là tính ra là chỉ còn có 76 người nữa thôi. 76 người nữa thôi. Đấy, nhưng mà tôi biết là cái tốc độ tăng càng ngày nó sẽ càng chậm. Bởi vì là những anh em mà fan cứng mà yêu quý thì đã coi như là đăng ký hội viên hết rồi, từ lâu rồi. Đấy, thế nên là càng ngày nó sẽ càng chậm. Nhưng mà không sao cả, anh em ạ. Chậm nhưng mà nó chắc nha anh em nhá. Chậm nhưng mà chắc. Về căn bản là nó cũng sẽ phụ thuộc vào cái việc là tôi chăm chỉ nữa. Đấy, nhưng mà tự bản thân phải nỗ lực lên. Tự bản thân là phải hàng ngày là phải ra clip đều. Đấy, như thế thì anh em mới yêu thương, mới coi như là quý mến để mà đăng ký được, đúng không? Đấy, hợp lý. Đấy, nhưng mà ngoài ra này, ngoài cái việc là có cái mục tiêu là 300 hội viên thì đấy nó cũng chỉ là một mục tiêu thôi. Cái mục tiêu quan trọng hơn này là sẽ phải phổ biến cái kênh này để nó lên được khoảng 30.000 sub. Đấy, đừng có quên đi là cái mục tiêu đấy. Mục tiêu đấy nó là cái mục tiêu mà ngay từ đầu đã coi như đặt ra nha anh em nhá. Đặt ra ngay từ đầu đối với kênh của tôi. Thì anh em cũng có thể thấy là lâu lâu tôi không nhắc đến, nhưng mà hiện tại ấy, thì tốc độ tăng trưởng về mặt người đăng ký kênh mới ấy, thì nó đang tăng trưởng rất là nhanh. Đấy, lâu rồi thì tôi cũng không có nhắc đến cái việc này, nhưng mà cũng phải xin thông báo với anh em một cái tin rất là vui là hiện tại ấy, tôi lâu tôi không nhắc đến, hiện tại là kênh đã được là 21.000 gần 200 sub rồi. Đấy, tức là tốc độ là vẫn rất là đều, vẫn rất là tăng đều, tăng trưởng theo những cái clip mà mới ra. Đấy, cứ ra clip là lại có người sub thêm, thế là vui rồi. Đấy, nhưng mà tốc độ tăng trưởng như thế này thì tôi đang hơi có một chút gì đấy hơi gọi là lo lắng và băn khoăn, không biết là liệu rằng đến từ bây giờ đến cuối năm, tức là chỉ còn có ở đây là gần 7 tháng nữa, gần 7 tháng nữa, thì không biết là liệu rằng là chúng ta có thể đạt được cái số lượt subscriber là 30.000 sub không? Thì tôi cũng đang hơi phân vân anh em ạ. Đấy, nên là rất là hy vọng là các anh em, nếu mà anh em đang xem, anh em yêu quý tôi mà anh em vẫn đang xem nhá, anh em vẫn xem hàng ngày thì anh em chưa sub thì anh em sub hộ tôi nhá. Bởi vì về căn bản là tôi biết là hiện tại ấy, là theo cái số liệu mà thống kê ở trên YouTube là tôi biết là có tới là 20.000 đến 25.000 anh em là đang xem nhưng mà chưa đăng ký. Thế lại đang xem nhưng mà chưa đăng ký. Đấy anh em ạ. Tất nhiên là các anh em đấy thì sẽ không phải là xem đều tôi, mà lâu lâu ra một cái clip mà nó gọi là nó phải thật sự là nó xuất sắc. Đấy, nó hay, nhiều người tương tác, nhiều người ấn nút like rồi nhiều người comment thì YouTube nó mới đề xuất cho các anh em đó vào. Đấy, nhưng mà nói chung là cũng rất là mong các anh em mà đang xem tôi đều ấy, ngày nào cũng ra clip anh em cũng xem ấy, thì anh em tương tác nhiều lên nhá, giúp tôi tương tác nhiều lên, ấn like nhiều lên, comment nhiều lên để cho các anh em khác anh em cũng được đề xuất rồi anh em vào xem. Đấy, cái kênh của chúng ta khi mà chúng ta được nhiều người vào, chúng ta nhiều người tương tác, nhiều người comment, tự nhiên cái kênh nó lại vui hơn. Đấy, nó ở dưới nhìn những cái dòng comment ấy, tôi đọc thì chắc chắn là tôi là người vui nhất rồi, nhưng mà các anh em vào xem ấy, các anh em viewer vào xem, các anh em cũng được tương tác với nhau, các anh em cũng chém gió với nhau ở phía dưới thì nó rất là vui nhá anh em nhá. Rồi, và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với trận đấu này. Anh em có thể thấy là tôi đang mua rất là nhiều những cái con Warrior ở đây và đang có ý định là xây dựng cái bộ Warrior. Đấy, cái lý do làm sao mà tôi lại chọn cái bộ Warrior ở trong cái trận đấu này thì từ từ anh em nhá, tôi sẽ phân tích cho anh em. Cái trận đấu này nó có một cái rất lạ tại sao tôi lại chọn chơi Warrior. Từ từ đã anh em ạ. Bài ra như nào tôi cũng sẽ chơi cái bộ Warrior ở trong cái trận đấu này. Cái lý do mà chọn Warrior ấy thì anh em có thể thấy là ở trong cái trận đấu này nó không hề có cái con chúa quỷ và cũng không hề có con Secret Lancer. Đấy, nhưng mà tại sao lại chọn cái bộ Warrior? Chắc chắn là cái bộ Warrior ở trong cái trận đấu này ấy, nếu mà chấm điểm cho cái bộ Warrior thì chúng ta sẽ không thể nào chấm cho nó cái điểm 10 được. Cái bộ Warrior nó chỉ được chấm 10 điểm để mà chúng ta có thể lựa chọn trong một cái trận đấu.
khi mà cái bộ Warrior ấy nó có con chúa quỷ, có con Lancer và đồng thời nhá, và đồng thời là nó không có con Dark Spirit, thì ở trong cái trận đấu này nó chỉ thỏa mãn được cái việc là nó không có con Dark Spirit thôi. Còn nó không có con chúa quỷ và nó không có Lancer, không có hai con 5 tiền trừ 2 điểm nha anh em nhá, trừ 2 điểm. Và trong cái trận đấu này ngoài ra nó còn có một cái con, đấy là nó chính là cái con Bad Omen. Nên là chúng ta auto là chúng ta trừ thêm một điểm nữa là cái bộ Warrior ấy. Nhận xét được chính xác ở trong cái trận đấu này là bộ Warrior nó chỉ được đánh giá là 7 điểm thôi. Nhưng mà tại sao tôi lại chọn? Cái lý do là nó có một cái cách phân tích như này để chúng ta chọn đội hình này, mà rất nhiều anh em nó sẽ quen với cái cách một hơn. Thì tôi xin giải thích một chút về cái cách chọn đội hình đầu tiên. Đấy là khi mà chúng ta bật cái bảng truyền thuyết lên ấy, đúng không? Chúng ta sẽ có những cái con truyền thuyết và chúng ta sẽ chọn theo những cái con 5 tiền, những cái con tướng 5 tiền ở trong cái bộ truyền thuyết đó. Đấy, để chúng ta chọn ra một cái đội hình mạnh nhất. Tôi lấy ví dụ, anh em chơi cái bộ 6 đỏ đúng không? Bộ 6 đỏ chơi kẹp với cả God, 6 kiếp len này kẹp với cả God, thì anh em sẽ bật cái bảng truyền thuyết lên. Mà trong cái bảng truyền thuyết ấy, nó có cái con nó có cái con đầu tiên là cái con chắc chắn là con rớt này, là trong bộ God là phải có rồi đúng không? Con thứ hai là phải có là con Calong đúng không? Con thứ ba là con Bad Omen. Và con thứ tư, cái con Bad Omen thì nếu mà có ở trong cái bộ 6 đỏ thì nó tuyệt vời luôn nhá, bởi vì nó ở trong cái bộ Kepland luôn nhá. Và cái con thứ tư là cái con Khan. Thì cái con Khan ấy và con rớt nó là hai con ở trong bộ God. Và cái con 5 tiền là cái con Calong thì nó là cái con mạnh nhất ở kẹp theo cái bộ God đỏ rồi. Đấy. Thì nó là 10 điểm đúng không anh em? Chưa 10 điểm. Nó mới chỉ là 9,5 điểm thôi. Nó phải có kèm theo một cái điều kiện, đấy là không có con Dark Spirit nữa ở trong cái bộ truyền thuyết nhá, thì nó là 10 điểm. Tuy nhiên với cái cách chọn như thế thì đúng là khi mà anh em chơi ấy, anh em xây dựng được đủ full cái đội hình như thế vào late game và solo thì chắc chắn là nó là vô địch. Nó là chắc chắn. Và cái đội hình đấy khi mà chúng ta chọn thì chắc chắn là nó sẽ là chấm theo cái thang điểm 10, thì nó là 10 điểm khi mà nó ra đủ cái bộ như thế. Tức là không có Dark Spirit này. Trong bộ truyền thuyết thì có Khan, Zerg, Calong và con Bad Omen. Đấy, thì nó sẽ là 10 điểm trong cái bộ nếu mà chọn God đỏ. Đấy. Và trong cái trận đấu đấy, khi mà anh em chọn God đỏ thì anh em sẽ coi như là nắm chắc cái phần thắng nếu mà anh em solo 1v1 và anh em form đủ đội hình nhá. Tuy nhiên ở trong trận đấu đấy, nếu mà anh em đánh đồng ở mức rank ấy, ở mức rank thấp thì không sao, anh em khôn hơn người khác, anh em biết được cái đấy thì anh em có thể là hơn người ta ở cái chỗ anh em chọn đội hình đúng. Nhưng với một cái mức rank mà nó cao hơn thì tôi phải nói thật với anh em là từ cái mức rank king ở đi ấy, chưa phải là cái mức rank queen đâu nhá. Đấy, tôi đang nói lên cái mức rank king thôi. Lên king thôi. Đấy, người ta đã có những cái nhận thức là người ta chọn đội hình nó như thế rồi. Tức là người ta sẽ, ai người ta cũng sẽ có một cái tư duy. Một cái tư duy là người ta sẽ chọn những cái đội hình mà nó chấm được điểm cao. Như tôi đánh giá theo thang điểm nhá. Còn người ta đánh giá kiểu khác thì không biết. Nhưng mà đại loại là người ta sẽ chọn những cái đội hình đó. Khi mà trong truyền thuyết nó sẽ có những cái con đó. Thì chúng ta sẽ có một cái cách chọn khác. Như là tôi đang chọn ở trong cái đội hình này. Là chúng ta tư duy ngược đi. Chúng ta tư duy ngược đi. Tôi lấy ví dụ như một cái trận đấu ấy, mà nó có con máy bay này, con Calong và con bom và con Dark Spirit. Thì anh em vào trận đấu ấy, tôi đảm bảo với anh em luôn nhá, là ít nhất là 3, thậm chí là 4, 5, 6 người sẽ chọn là chơi Goblin. Đấy, cái đấy là điều chắc chắn. Thế nên chúng ta sẽ có một cách tư duy khác. Đấy là tư duy ngược. Chúng ta tư duy ngược lại. Ví dụ như cái trận đấu mà đấy, có máy bay này, có bom và Calong, thì sẽ có rất nhiều người chơi Goblin. Chúng ta sẽ tư duy ngược lại là chúng ta ở bây giờ trong cái, xem là trong cái bộ truyền thuyết này liệu rằng là có một cái con là con Lancer không, hoặc là có thêm một con dạng như là con Squire không. Đấy, thì chúng ta sẽ chọn một cái đội hình khác để counter được đại đa số những cái đội hình ở trong cái trận đấu. Và nó không có được chấm theo thang điểm 10, nó chỉ rơi vào tầm khoảng 7-8 điểm thôi. Thế lý do tại làm sao mà chúng ta lại chỉ chọn những cái đội hình mà nó chỉ được khoảng tầm 7-8 điểm thôi? Cái lý do rất là đơn giản là bởi vì những cái đội hình đấy thì sẽ ít người người ta chọn để chơi nhá. Nên là chúng ta có ít người chọn chơi thì chúng ta sẽ dễ dàng ra bài hơn. Chúng ta một mình một đường thì nó là cũng là một cái chân lý để giành được cái chiến thắng ở trong cái trận đấu đấy anh em ạ.
Đấy, nhưng mà nó có thể chơi được với những cái thằng được chấm theo thang điểm 10. Hay nói cách khác là nó là cái bộ nó counter trực tiếp vào những cái bộ được chấm theo thang điểm 10 ở trong cái trận đấu đấy. Thì chúng ta chọn. Ví dụ đấy, tôi lấy ví dụ như là cái trận có Goblin nhiều nhá, nhiều người chơi Goblin. Anh em có thể chọn chuyển sang chơi 9m khi mà kết hợp với máy bay, kết hợp với ca lông rất tốt. Đấy, và có thể counter lại đại đa số ở trong cái trận đấu đấy. Thì như ở cái trong cái trận đấu này, tại sao tôi lại chọn Wario? Nếu mà tính theo cái mức độ về chấm theo thăng điểm ấy, là cái bộ Wario trong trận đấu này tôi chỉ chấm mưa 7 điểm thôi. Tầm 7 điểm thôi anh em ạ. Chứ còn thậm chí là không được 8 điểm. Không được 8 điểm đâu, 7 điểm thôi. Đấy, nhưng mà nó có cái lý do để mà tôi chọn cái bộ Wario ngay từ đầu luôn. Rồi, từ từ đã, bây giờ up cấp này. Tôi thì bây giờ nhá, tôi không đánh cái chữ thua, tôi không có eco. Tôi không có eco anh em nhá, tôi đánh là thậm chí là bây giờ máu của tôi, anh em thấy là máu của tôi đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Đấy, tức là đang rất yếu nhá, đang đứng thứ 3 từ dưới lên. Nhưng mà chúng ta vẫn đánh bổ củi bình thường nhá anh em nhá, không eco luôn. Đấy, không eco, đánh vẫn rất là bình thường. Mặc dù là có thằng là nó eco ở dưới này là eco trắng luôn đấy, chỉ vứt vào giữ máu thôi. Đấy, nhưng mà kệ thôi nhá, chúng ta cứ đánh bình thường. Một chút nữa ấy, khi mà những cái cặp này này ở phía dưới này của tôi này nó lên được 2 sao hết là tôi sẵn sàng là tôi đẩy cấp và tôi phá chuối của những cái thằng đang có chuối để tôi giành lại những cái số tiền mà chúng ta bị mất ở giai đoạn đầu game. Không có vấn đề gì hết nha anh em nhá. Xác định luôn là đánh bổ củi và chúng ta sẽ có một cái cơ hội để chúng ta cắt chuối của thằng kia luôn. Dấu hiệu nhận biết thì rất là đơn giản. Nhiều cặp giai đoạn đầu game nha anh em nhá. Tuy nhiên là cái nhiều cặp này nó phải là trong trên cái cơ sở ấy, là khi anh em có nhiều cặp là trên cái cơ sở là anh em phải mua. Còn anh em đéo mua, anh em eco thì anh em lại không mua bài thì rõ ràng là anh em chỉ có xác định là eco trắng thôi, anh em bỏ hết bài thôi. Đấy, còn tôi thì là tôi eco nhưng mà tôi vẫn mua bài, tôi vẫn dùng tiền. Đấy. Còn khi mà đủ đội hình rồi thấy có vẻ như là ngon nghẻ thì chúng ta up cấp luôn, lên 7 luôn. Đấy, mà bây giờ mà gặp cái thằng mà đang có chuỗi cộng 7 kia là ăn phát là được cộng thêm 7 tiền là cũng là gọi là tuyệt vời rồi anh em. Đó. Đấy, bây giờ hy vọng là gặp cái TH sớm đi. Gặp cái thằng TH sớm ấy để cắt chuỗi sớm nào, để còn nhiều khi tôi có tiền tôi lại roll mấy cái nữa để cho nó mạnh hơn. Roll mấy cái kiếm bởi vì rất nhiều cặp anh em ạ. Thường thì nhiều cặp thì chúng ta cũng lên roll một vài cái. Đấy, mà như này anh em thấy là tôi đã bắt đầu mạnh rồi đấy. Tầm này bắt đầu mạnh rồi. Anh em thấy không? Tôi mua rất nhiều đầu game để mà đến cái lúc này này, chúng ta bắt đầu mạnh lên. Mặc dù là bây giờ nhá, anh em thấy là máu của tôi nó đang đứng thứ hai. Nó đang đứng thứ hai nhưng mà từ dưới lên. Không sao hết. Vẫn mạnh. Đấy, anh em thấy là thời điểm đầu game nó tụt máu một chút nhưng mà đến bây giờ thì nó mạnh thì nó lại không tụt máu nữa. Thì rồi anh em xem cái 69 máu này này, nó sẽ giữ được rất lâu nhá. Đến cái thời điểm mà cái bộ này nó form đủ 6 warrior thì nó mạnh rồi, thì cái giai đoạn nó sẽ giữ được máu rất lâu. Đấy. Không vấn đề gì, bây giờ đi đẩy người ta thôi chứ người ta không đẩy được mình. Rồi, khoảng thời gian ban đầu cũng xài tiền hơi nhiều thì bây giờ là đến cái giai đoạn tích tiền thôi. À mà cũng chưa tích được. Cái round 16 ấy là còn phải up cấp lên 8, tức là sẽ tiền nó sẽ tụt về là nó chỉ còn khoảng chục tiền thôi anh em ạ. Nhưng mà không sao. Vẫn chơi luôn nhá anh em nhá. Chơi đến cùng luôn để coi như là gặp cái thằng có chuỗi cắt chuỗi nó. Rồi, hy vọng là sẽ gặp thằng kia. Úi dồi ôi, sang đây đi để tao ăn phát. Trời ơi, chuỗi hơi bị to đấy. Rồi, bây giờ chia sẻ tiếp một chút này. Cái lý do tại sao mà chọn cái bộ Wario. Vừa nãy đang nói dở. Wario thì đấy, như trong cái trận đấu này nó sẽ có 3 lý do. 3 cái lý do tiên quyết mà nó ảnh hưởng đến cái quyết định của tôi khi mà chọn bộ Wario nó là gì. Tại sao tôi lại chọn cái bộ Wario ngay từ đầu. Đấy, khi mà bật cái bảng truyền thuyết lên mà chúng ta có thể là lắm được rõ là chúng ta chọn một cái bộ lineup đi ngay từ đầu và chúng ta có thể là xếp được một cái thứ hạng cao thì nó là như thế này. Trong cái trận đấu này ấy, thì tôi có 3 cái lý do để tôi chọn. Cái lý do thứ nhất là trong cái bảng truyền thuyết nó không hề có con Dark Spirit. Con Dark Spirit là một con mà nó phải nói là một mình cái con đấy nó counter cả cái bộ Warrior luôn. Chính vì thế nên là không có con Dark Spirit nha anh em nhá. Đó là cái thứ nhất. Đây này anh em thấy không? Nó ra cái cặp nó ra, đến lúc mà nó ra thì nó sẽ rất mạnh.
Chúng ta có cặp ở đây và bây giờ nó lên được 2 sao. Ok, lên 8 nào. Lên 8, lên 8, lên 8. Lên 8 kệ anh em ạ, xả tiền đi. Gặp cái thằng có chuỗi bây giờ là ấm luôn đấy. Rồi, đây, cho con ếch vào thay con Squidman. Được chưa? Đồ xem chốt được cái đồ gì, chốt luôn này. Xem lấy được cái đồ gì không. Rồi ok, tôi lấy cái giáp. Tôi sẽ lấy cái giáp phản nha anh em nhá, giáp phản, giáp phản được. Đấy, bây giờ dồn hết đồ cho Skull Hunter. Bây giờ con Skull Hunter là mạnh nhất ở trong cái đội hình này rồi. Không còn con nào mạnh hơn nữa rồi. Vừa có khả năng là gọi đệ, là vừa có cái khả năng đấy là chính là cái việc là đam con này nó khá to. Khá to cũng như là nếu mà để cho con này sống sót dai thì nó sẽ gọi được nhiều đệ hơn cũng được. Nhá anh em nhá. Rồi bây giờ chúng ta lại quay sang cái lý do. Cái lý do thứ hai ấy vẫn là một cái con nữa ở trong cái đội hình mà nó counter được cái bọn Guardian, nó chính là con Squire. Thì trong cái trận đấu này không có con Squire. Hai con đấy nó đã ảnh hưởng đến cái nhận thức của tôi đầu tiên khi mà nhìn vào cái bảng truyền thuyết là trong đầu là nó có một cái bộ, nó dành cho một cái slot cho cái bộ Warrior ngay từ đầu rồi. Đấy nhá. Còn cái lý do thứ hai này, cái lý do thứ hai quan trọng hơn đấy là trong trận đấu này tôi không chọn God. Bởi vì chọn God ấy nó sẽ rất mạnh ở trong cái trận đấu này và sẽ có nhiều người chọn God. Cái bộ thứ hai mà nó được 10 điểm trong cái trận đấu này ấy mà chúng ta cần phải né tránh ra, đấy chính là cái bộ 9 Assassin. 9 Assassin ở trong cái trận đấu này sẽ có rất nhiều người chơi. Bởi vì trong cái bộ truyền thuyết nó có tới hai con truyền thuyết 5 tiền ở trong bộ 9 Assassin. Đấy là con Sailing Assassin và con Phantom Assassin, Phantom Queen anh em ạ. Thế nên sẽ có rất nhiều người chọn. Đấy mà nhiều người chọn ấy, trong một cái trận đấu nhiều người chọn đánh trùng bài thì nó rất là mệt mỏi đấy. Nó không đơn giản đâu. Ôi giời ơi, cái thằng kia nó mất bố cái chuỗi rồi anh em ạ. U tiên sư cày thế nhờ. Đấy tôi từ lấy rồi tôi chuẩn bị để đón nó nhưng mà nó mất chuỗi mất rồi. Thọt tiền quá. Trận này thọt tiền rồi. Trời ạ. Thế là không cắt được chuỗi thằng kia. Cày thế nhờ. Hơi toàng. Đổi chứ dùng tiền hơi nhiều cuối cùng lại mất cái chuỗi. Chán nhờ, chán thật sự ấy. Đang chắc chắn là ăn được. Thế mà nó đéo cho gặp mẹ round 18, 19, gặp đúng mấy cái round cuối ạ. Trời ạ. Cay thật sự, đây bây giờ round 18 mới gặp. Mất mẹ chuỗi rồi. Thằng ai chơi Ego Seed này. Ego Seed Week nhưng mà đấy. Đây lại nói lại cái câu chuyện là tại sao chọn Warrior này. Cái bộ Ego Seed Witcher ấy, nó là một cái bộ mà nó đang là meta. Đấy, Ego Seed Witcher. Nhưng mà trong cái trận đấu này nhá, chúng ta chơi Warrior đúng không? Chúng ta không có con 7, chúng ta không có chúa quỷ. Nó lại là một cái lợi thế. Đấy, lợi thế như thế nào? Thì tí nữa nói nhá anh em nhá, tí nữa nói sau. Bây giờ phải tính round đã, round 19 rồi. Chúng ta phải tính xem là cái round sau chúng ta gặp cái đối thủ nào. Ok, xem nào, gặp ai đây? Millimin. Millimin chơi gì đây? Gretor. Ui mẹ ơi, Gretor à? Chưa form đủ bộ thì gặp Gretor hơi sợ nha anh em nhá. Quả này mẹ nó đẩy cho tràn nhà luôn. Phải cứt kẹp hai con Whisper Seer vào áp thế. Thôi chết tôi rồi. Warrior thì nó phải form đủ 9 Warrior thì nó mới không sợ bọn này cơ. Còn bây giờ chưa đủ 9 Warrior mà cái khả năng mà tăng cơ nó trâu của bọn này nhưng mà đam thì nó thiếu đam thì dẫn tới cái việc là nó sẽ cực kỳ kéo dài trận đấu, kéo dài cái round đấu này và khả năng là bị đẩy cho tràn nhà nó là có anh em ạ. Ui chết mẹ tôi rồi. Ui rồi ôi. Thôi chết đi bạn ơi, chết đi, chết sớm đi. Đừng để cho nó đẻ nữa, chết đi mà. Ui rồi may quá, giết chết được cái con Whisper Seer anh em ạ. Mày thế. Ui rồi. Thế là thoát được một bàn thua trông thấy. Vô phần lại thắng này. Vô phần lại thắng này. Thắng mới sợ chứ, ảo đấy nhờ. Ảo diệu. Vẫn giữ chuối. Được đấy, được đấy. Ui dồi ôi, sợ hết hồn. Quả tính toán hơi chậm. Tính toán gặp Predator thì hơi sợ rồi anh em ạ. May quá. Được đấy. Chúng ta còn một con Warrior nữa thôi. Là chúng ta sẽ đủ bộ 9 Warrior. Được. Và hiện tại chúng ta cũng đang có chuối rất ổn. Đấy, anh em thấy là ngày trước ấy
mới cách đây có khoảng chục round thôi, tôi vẫn còn đang đứng thứ hai từ dưới lên với cái số máu đó là 69 máu. Bây giờ tôi vẫn 69. Ổn đấy chứ, ổn đấy chứ, vẫn 69 máu anh em ạ. Và đang ở trên cái con đường là đúng cái gọi là tiêu chuẩn để chơi 9 Warrior, đấy là ở level 9, là chơi ở round 21 là chúng ta lên được level 9. Vẫn rất là đúng tiêu chuẩn luôn. Vẫn rất là đúng tiêu chuẩn ở trong cái lineup này. Đấy, tuyệt vời anh em ạ. Đồ lấy được cái cúp điên à. Ra con heo này. Vậy là chúng ta up 9, ấm up 9 rồi cho 4 đỏ vào. Được không? 4 đỏ 6 Warrior. 4 đỏ 6 Warrior ở level 9. Rồi, cũng được. Đấy, có con giữ máu vào đã. Tạm thời là như thế. Rồi. Đồ hơi khèo ở trong cái round vừa rồi anh em ạ. Chả lấy được cái mẹ gì. Thôi được rồi. Để sẵn để tí nữa ghép cái BKB thôi. Ghép thêm được cái BKB. Đấy, trận này anh em thấy là có assassin nhiều đúng không? Đấy, như tôi đã chia sẻ từ đầu game rồi. Ở trong bộ truyền thuyết ý, với hai con lâm tuyền thuộc cái bộ assassin thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người chọn bộ assassin. Đấy là cái lý do mà tại làm sao mà tôi lại không chọn cái bộ assassin. À, không chơi bộ assassin. Mà chúng ta chơi Warrior. Chúng ta Warrior cũng không phải là yếu nha anh em nhá. Đấy, mặc dù là không có con 7. Đấy, nhưng mà vừa lấy tôi đang nói dở đấy, cái chuyện là có con 7 thì bây giờ nói tiếp. Tại sao lại có con 7, nó lại là một cái tốt ở trong cái trận đấu này. Nó lại là một cái điều tốt. Thì là bởi vì như thế này. Mặc dù là chúng ta chơi Warrior, chúng ta cần có một cái con Warrior trong cái bộ truyền thuyết 5 tiền để chúng ta tăng cái sức mạnh của Warrior. Nhưng cái con 7 lại là một cái con mà không cần thiết ở trong cái đội hình này. Ôi mẹ ơi, lại gặp cái bọn Greater. Bây giờ cái con cây nó lên mẹ 3 sao rồi. Ui dồi ôi, thế thì tèo rồi. Úp lồng toàn bộ đội hình ở trong lồng. Thế thì tèo thật sự rồi anh em ơi. Trận này, round này chắc là mất chuối. Thôi thì mất chuối cũng được, nhưng mà đẩy ít thôi nhá. Trông giống như là đẩy rất nhiều. Mẹ ơi, nó kìa. Thì chết. May quá anh em ạ, kẹp được cái con heo vào. Nó đỡ đi phần nào đấy. Kẹp được cái con heo vào. Trời ơi. Vai cứt. Bao nhiêu máu đây? Ui 14 máu. Ớ thế cũng không nhiều lắm nhở. Thế cũng được. Cũng được. Còn cái bộ Warrior thì trong cái trận đấu này lại không ai chọn. Bởi vì nó sẽ không có con Secret Lancer. Cũng như là không có con chú quỷ. Chính vì thế nên là tôi chọn cái bộ này. Vì nó không có. Thứ nhất là nó không có bộ counter. Cái bộ counter thì cái bộ Insect thì có rất ít người chơi. Tôi phải nói thật là như thế. Insect rất ít người chơi vào cái thời điểm hiện tại. Đấy, 9m cũng rất ít người chơi. Mà trong cái trận đấu này 9m cũng chưa ngon nha anh em nhá, 9m chưa ngon. Đấy, 9m có nhiều cái nó không có con ca lông thì 9m nó chưa ngon. Nó sẽ không top 1 ở đâu nếu mà chơi 9m. Chính vì thế nên là cái con đường mà chọn 9m bây giờ nó cũng rất là ít người chơi. Đấy. Và bởi vì là hai cái bộ mà counter vào cái bộ này này, hai cái bộ mà counter vào bộ Warrior thì không ai chơi. 9m và cái bộ Insect ấy thì tôi nghĩ là sẽ không ai chơi đâu. Đấy, thì chúng ta đấy là cái thứ hai nhá, lý do thứ hai để chúng ta lựa chọn cái bộ Warrior. Rồi, bây giờ tôi sẽ xem là cái round 19 này gặp ai. Từ từ đấy anh em ạ. Đó. Đây rồi, ui giời, đủ đấy. Đủ bộ rồi. Chúng ta chỉ sợ cái bộ Greater khi mà chúng ta chưa đủ 9 Warrior thôi anh em ạ. Bây giờ đủ 9 Warrior rồi thì lại không sợ nữa nhá. Được rồi, ổn rồi, ổn rồi. Rồi, thế là chúng ta đã có đủ bộ. Rồi, bây giờ lại nói tiếp này. Nói mãi vẫn chưa đến cái đoạn quan trọng mới cần phải nói. Đấy là cái vụ mà cái con chú quỷ ấy. Trong cái trận đấu này là không lên có. Bởi vì là nếu mà có chú quỷ thì những cái thằng Wick kết hợp với cả 6 Exorcist ấy nó sẽ đấm chúng ta như anh em nhá. Đấy, chính vì thế là trận đấu này mấy cái thằng mà chơi meta Wick kết hợp với cả 6 Exorcist ấy là đều có cửa, nói cho nhanh.
Đấy, còn cái bọn đây đây, đây nó chính là cái bọn meta này. Cái bọn Glacier Beast này, đấm vào tự chết. Ok. Đấy, Glacier Beast đấm vào tự chết. Ô, chết mẹ luôn ạ. Ui vãi cứt. Đẩy phát chết luôn ạ. Ảo ấy nhở. Ảo ấy nhở, đấm vào tự chết ạ. Dã man. Đấy, còn cái lý do mà không có chúa quỷ, chúa quỷ mà kích hoạt trong cái bộ 6 Eagle Seed Week thì chắc chắn là nó đấm tôi như con luôn nếu mà tôi chơi Warrior anh em nhá. Đấy, lý do mà tại làm sao không chơi Warrior khi mà có con chúa quỷ. Đấy, còn nếu mà có chúa quỷ thì chúng ta không chơi Warrior, chúng ta chơi đội Wick ấy, 6 Eagle Seed kết hợp 4 Wick rất ok. Đấy, còn như cái trận đấu này là vì không có chúa quỷ thì lại chơi Warrior cơ. Ờ, bây giờ nó lại ngược thế cơ. Nó lại ngược thế cơ anh em ạ. Nó rất ngược luôn. Đấy, nhưng mà chính cái ngược đấy nó lại tạo lên được cái sức mạnh ở trong cái trận đấu này. Rồi, còn cái lý do thứ hai thì chúng ta vừa qua rồi nhá, chia sẻ rồi đấy anh em đấy, là chọn một cái đội hình mà không có đội hình counter, không có bộ counter, không có bộ, không có line up nào counter cả, rất hay. Đấy, và cái lý do thứ ba ấy mà tôi muốn nói đến ở đây ấy, là cái bộ này nó counter vào khá nhiều những cái bộ mà nó đang là 10 điểm ở trong cái trận đấu này. Đấy, anh em có thể thấy là ở đây, ở trong cái trận đấu này thì nó sẽ có là cái bộ Hunter là cái bộ mình counter được. Bộ 9 Assassin là cái bộ mà chúng ta counter được. Đấy. Đó là những cái bộ mà chúng ta có thể đánh được. Còn những cái bộ Glitter chắc chắn là ăn được rồi. Glitter đấm vào tự chết. 6 Glacier đấm vào tự chết nhá anh em nhá. Đấy. Gần như là ăn được hết, chỉ có God là có vẻ hơi ngại thôi. God thì hơi ngại thôi, gặp God thì hơi ngại. Trận này nếu mà chúng ta gặp God thì nó có thể là 5 ăn 5 thua. Nếu mà chúng ta kẹp hai con Doom vào thì vẫn có thể chơi được nha anh em nhá. Còn Eagle Seed thì nói chung ấy là cái trận đấu này không sợ lắm. Nó cũng chỉ là gọi là 5 ăn 5 thua thôi. Gặp Eagle Seed thì không có chúa quỷ thì nói chung là vô tư đi nhá. Vô tư đi. Không có chúa quỷ thì chơi 4 quick thì nó yếu. Thì là cũng chỉ là chơi 6 Eagle Seed theo kiểu dạng kiểu cơ bản thôi. Đấy chính là kẹp Hunter rồi kẹp rồng mà thôi. Đó thì nó nói chung là vô tư. Ok. Rồi, bây giờ chúng ta cứ ở 9 và chúng ta roll thôi. Ở 9 roll 3 sao thì bây giờ tôi đang ưu tiên cho con gì nhỉ? Con Ash và cái con Aquaman. Đó. Hai con này sẽ lên 3 sao. Ngoài ra thì cũng kiếm luôn, tranh thủ kiếm luôn thiền trưởng với cả Doom lên 2 sao. Kiếm luôn con Berserker lên 2 sao. Đó. Full 2 sao và hai con 3 sao ở level 9, thế là ổn rồi. Đấy, bây giờ anh em lại thấy là tôi bây giờ đang ở top 2 nhưng mà không phải như là vừa nãy là top 2 từ dưới lên. Và bây giờ là tôi đang ở top 2 từ trên xuống đấy anh em, tức là rất ổn đấy chứ, rất ổn, chọn đội hình chuẩn một cái là ok luôn. Đấy, chọn chuẩn một cái là rất là ok, rất là ok. Rồi bây giờ chúng ta cứ từ từ thôi, giữ 50 tiền ở cái thời điểm hiện tại mà roll thôi. Đây là gặp God này thì hơi sợ một tí nha anh em nhá. Bởi vì trận này có Bad Omen. Bad Omen ở đây là God Saman này. Hơi sợ một tí đấy. Bộ này là nếu mà gặp God này là phải lên 10, kẹp Marine vào anh em ạ. Nó đánh vào bằng con máy bay, nó đánh vào con máy bay, kẹp Marine vào thôi. Ở level 10. Hiện tại là gặp thằng này là khả năng thua là rất cao. Thằng này lượt kèo này, mạnh đấy. Form được cái bộ Saman kết hợp với 4 cọc. Saman kết hợp với 4 cọc, 4 God. 4 cọc, 4 God, 4 Saman và kẹp một con co. Ok, roll tiếp thôi. Đây rồi, Berserker lên được 2 sao. Ở cái slot thứ 10 tôi sẽ không kẹp cái bọn Glacier anh em nhá. Ở slot thứ 10 thì tôi kẹp Marine thôi. Đây rồi, Siren này. Ok. Xả tiền mạnh một chút nha anh em nhá. Tôi muốn form đội hình ở cái round này. Đây rồi. Rồi, kiếm con Doom. Từ từ đã, từ từ đã. Đây rồi, ui giời, được đấy. Thôi rồi, ok. Stop here. Chúng ta dừng lại giữ tiền thôi. Rồi, còn con Tutka này bán đi. Con Tutka này không chơi. Chúng ta sẽ chỉ lâng hai con lên 3 sao thôi. Hết tiền rồi. Trận này thọt tiền nên là cũng không có nhiều tiền để có thể để ôm được nhiều bài đâu. Bây giờ dồn đồ cho con Doom này để nó gánh nha anh em nhá. Dồn đồ cho Doom cho nó gánh tôi thời điểm hiện tại đi. Đấy, bây giờ là phải tích tiền để lên 10 kẹp Siren vào thôi anh em ạ. Thôi chắc là tôi sẽ lên 10 rồi chúng ta kiếm 3 sao thôi. Chứ còn bây giờ có Doom là nó là con 2 sao ổn rồi. Ui mẹ ơi, cái con AM nó đứng đúng vào vị trí con Doom, cay thế nhờ. Gặp thằng này thế nào đây? Eagle Seed Wick này. Rồi Eagle Seed Wick.
Ở level 10 cũng đéo đấm được luôn này. Không có 7 yếu anh em ạ. Không ăn thua. Không có chúa quỷ để cái bộ này vớ vẩn thôi. Đấy là lý do mà tại làm sao đấy. Là chọn cái bộ Wario đấy anh em. Counter ngay. Nó phải có con chúa quỷ để cái bộ này nó mới mắc binh được. Chứ còn không có chúa quỷ thì yếu. Đấy, chính ra là chúng ta chơi con Doom nó vẫn ngon đúng không? Mặc dù không có con chúa quỷ không sao, cái bộ này có con Doom. Cũng là Dam Demon có khống chế, là có cái skill khống chế rất mạnh. Khóa skill, khóa bọn gót. Chính ra nếu mà trong cái trận đấu này mà có con 7 tôi cũng đéo chơi. Tôi nói luôn là trận đấu này nhá, solo với thằng gót late game. Thằng gót Saman cực mạnh luôn. Trận đấu này toàn là Aegir Seed. Toàn là Aegir Seed với cả toàn là Glitter. Thì cái bọn gót Saman cọc thì ui rồi ôi, nó đấm cho Glitter với cái đấm Aegir Seed như con luôn. May ra chỉ có thằng Assassin này nó ăn được cái thằng gót Saman này. Thằng Assassin, 9 Assassin này thì có cửa ăn này. Nhưng mà thằng 9 Assassin nó chắc gì nó đã có cửa ăn tôi. Đấy, chắc gì đã có cửa ăn tôi. Làm gì có cái cửa ăn được cái bộ Warrior. Đúng không? Ăn được không? Ăn nổi không? Ăn nổi làm sao? Đánh vào phản chết thôi. Rồi ok, thế tôi có thể xác định được là late game mà chơi với thằng nào đấy. Đấy, như dần dần là mấy cái thằng ví dụ như là Aegir Seed là sẽ chết đầu tiên trong cái trận đấu này. Chúng ta ghép được thêm một gậy gai này. Rồi ghép gậy gai luôn. Chưa có cái gì thì ghép lốt cái đấy thôi. Nói chung là những cái món đồ cần thiết là lấy được hết rồi. Rồi. Giờ có cái Blink cho con Doom thì tuyệt vời luôn anh em ạ. Có thêm cái Blink nữa tuyệt vời. Nhưng mà chắc là cũng khó đấy. Bây giờ round 30 rồi. Rồi chuẩn bị tích tiền lên 10 thôi. Kẹp thêm con Marine vào. Chứ còn nếu mà bây giờ mà tôi gặp cái thằng God ấy là sẽ bị đẩy nhiều đấy. Không kẹp Marine vào là sẽ bị đẩy rất nhiều. Bộ này nó không phải là cái bộ chống chịu đam sát thương phép là nó khỏe đâu. Bộ Warrior nó chỉ chịu được đam vật lý thôi. Chứ còn gặp cái bộ kia thì nó sẽ bị đẩy rất nhiều máu. Cần phải kẹp Marine vào sớm. Ui lại cái đám ma pháp à. Vậy là ghép được cái ngọc giảm hồi chiêu cho con Doom. Lấy cái gì đây? Tôi nghĩ là lấy cái giáp phản. Giáp phản này ok này. Được. Cho nó trâu anh em ạ. Tí nữa còn gặp cái bọn God ấy. Tí nữa gặp bọn God là thế nào sẽ bị đẩy rất là nhiều máu. Bây giờ chúng ta thêm máu cho tăng cái sức chống chịu cho cái con này anh em ạ. Giáp là to nhưng mà máu bé thì nó clear nó rất là nhanh. Bọn nó bắn trưởng mà. Tôi nghĩ là round này có khi chúng ta lên 10 luôn đi anh em ạ. Thôi tôi nghĩ là lên 10. Lên 10 kẹp cái con Marine vào cho nó an toàn, cho nó an tâm. Chứ còn bây giờ để 9 mà không có Marine, tôi thấy gặp cái bọn God dễ toàn lắm. Thôi anh em ạ, chơi cho chắc. Mặc dù là tôi còn 44 máu đấy, nhưng mà anh em biết rồi đấy, 44 máu ở trong cái giai đoạn late này thì cũng chỉ 2 round thôi là cũng bay màu. Rồi đấy, bây giờ gặp Glitter thì tôi lại không sợ nữa. Tôi tuyên bố luôn bọn Glitter bây giờ gặp tôi như gặp bố luôn. Đấm đi, đấm đi, đấm đi. Đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm mạnh không? Đấm mạnh không? Đây. Đấm đi, đấm mạnh đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm đi, đấm vào, đấm mạnh nữa vào. Đấm vào tự chết kìa anh em kìa. Đấm vào tự chết luôn kìa. Anh em thấy không? Đấy, khi mà tôi lên được 9 Glitter thì tôi ngại gì Warrior đâu. Không ngại nha anh em nhá. Warrior này, Warrior với chúng tôi. Cái tuổi gì mà ăn được 9 Glitter, nói cho nó nhanh. Nói đến đây thì chắc là sẽ có anh em nhanh tay, anh em bật ngay ở phần comment. Rồi anh em xuống comment anh em nói là ông nói nhầm mẹ rồi. Ông chơi Warrior chứ ông chơi 9 Glitter đéo đâu. Tôi biết. Ok tôi biết nhá anh em nhá. Phân tí làm gì căng. Cho mấy ông không bao giờ comment tương tác tí vào chửi tôi cho tăng tương tác. Ok, rồi tôi thấy ổn. Ôi, mình 44 máu, còn lại nó toàn dưới 20 máu kìa. Dã man chưa? Anh em ơi, anh em thấy chọn đội hình chuẩn nó ổn không? Cực kỳ ổn anh em ạ. Tôi thấy từ nãy giờ toàn những cái thằng mà nó bị tôi counter nó gặp tôi thôi. Chưa gặp cái thằng God. Thằng God là thằng duy nhất đấm với tôi anh em ạ. Bây giờ ui mẹ gặp luôn ạ. Ăn được không? Trông có vẻ hơi căng đấy nhá. Doom, con Doom nó trúng rồi, con nào đây? Ê, Doom, Doom đâu rồi? Doom đúng vào cái con bọ cạp biến ra từ Saman. Nhưng mà có đỡ được không? Doom còn nhiều máu anh em ơi. Kẹp Marine vào rồi, ăn được luôn này. Ồ, vậy là vẫn ăn được. Hay quá. Rồi ôi, được quá bạn ơi. Ồ, nhưng mà cái thằng Saman nó đang là cái thằng nhiều máu nhất. Chắc là thằng này solo late game.
Được chứ nhở, được chứ nhở, được chứ nhở. Tăng cường khả năng chống chịu của Doom cái là khác hẳn ngay anh em ạ. Được đấy. Đấy, kẹp thêm Marin vào rồi có giáp phản, nó có hồi máu. Tuyệt vời. Chỉ cần con Doom sống thôi, chả cần con nào sống cả. Lọt một con thôi là được rồi. Mỗi round thắng được là được rồi. Chiến thắng nó đang ở rất gần rồi anh em. Bây giờ chỉ còn có Glitter này, 9 Assassin và một thằng Exorcist. Kẹp được cái con Sailing Assassin với cả 3 Assassin vào trong cái bộ Exorcist thì đánh giá nó cũng không cao, nói cho nhanh. Không cao nha anh em nhá, không cao. 3 rồng, 3 Assassin kết hợp với 6 Exorcist. Đấy. 3 rồng, 3 Assassin, 6 Exorcist nhưng mà không sao, không vấn đề anh em ạ. Nó vẫn không phải là cái bộ đấm được cái bộ Warrior này. Warrior này nó phải cần kẹp Witcher cơ. Vô tư anh em ơi, đây rồi. Ui dồi ôi, vô tư đi bạn ơi. Vô tư đi. Vô tư đi bạn nhé. Ồ. Anh em ơi, vớ vẩn rau này ăn nhiều máu này. Trời ơi, vớ vẩn rau này tôi lại ăn nó nhiều máu này. Anh em thấy con Doom chưa? Con Doom nó đấm khỏe chưa? Ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi, ui dồi ôi. Doom solo nào, Doom solo. 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 Ồ. Solo. Ồ. Solo. Còn mẹ chơi bẩn thế nhở. Có cái hồi sinh. Mẹ cay thế nhở. Lẽ ra mà nó không có cái hồi sinh thì tôi đấm chết nó rồi đấy. Mẹ cay. Cay thật. Xấu hổ thật đấy. Mấy cái quả như này hơi xấu hổ. Cứ gáy thì xong rồi. Xong rồi nó cứ đi toang ấy. Đấy, xấu hổ thật. Nhưng mà không sao. Thì cũng mấy cái quả như thế này ấy, thường thì cũng có thể là đánh chống lảng được. Khả năng là đánh chống lảng rất cao nha anh em nhá. Skill đặc biệt của tấn cơm đánh chống lảng rất là giỏi. Khi mà bây giờ tự nhiên lại lái sang đánh giá đối thủ là một cái đội hình mạnh, đúng không? Đấy, thường là kịch bản nó sẽ là như thế nhá anh em nhá. Nhưng mà trong cái trận đấu này thì trời, sao mình lại thật thà đấy nhỉ. Thật thà đấy, thật thà đấy, trận này thật thà. Thật thà thế này là thường là nó sẽ là được quý nhân phù trợ. Được ông tổ của con game, ông tổ của ngành auto chess sẽ phù hộ cho chiến thắng trong trận đấu này. Liệu rằng điều đấy có phải là sự thật không? Cứ chờ xem. Ồ, nào ra đây. Gót tiếp. Ồ, vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Gót tiếp. Được xong, lần này ăn được không nhỉ? Lần này ăn được không nhỉ? Ăn nổi không? Thực ra máy bay vẫn là một mà. Máy bay vẫn là một. Co ram vẫn là một. Tức là vẫn có cơ hội đấm được nó. Ừ, nhưng mà sau round này tôi cảm giác như là không ăn được ấy nhỉ? Ăn được không? Doom vẫn đang gánh. Hồi máu rất là kinh. Ui, có thằng đi rồi. Chính là thằng Exorcist anh em ạ. Tôi biết ngay, mẹ Exorcist làm gì có cửa anh em ơi. Exorcist không có cửa. Exorcist gặp Saman đi rồi. Exorcist gặp Saman nó đẩy cho. Thế là chỉ còn 9 Assassin và God Saman thôi. Ôi vẫn thua này. Ấy giời. Cứ nghĩ là thằng. Rồi rồi, có thêm cái BKB nhá. Được. Bây giờ bỏ cái gì đi để cầm cái BKB cho nó tăng cái sức chống chịu nhỉ. Thực ra thì BKB cũng rất là cần. Ok. Lấy cái BKB đi. Con Doom bây giờ nó phải là cái con sống lâu nhất gánh kèo. Chơi với God thì phải có Doom. Mà nói chung ấy là 9 Assassin thì nó đang dồn đồ cho con Sailing Assassin thì cũng cần phải có con Doom anh em ạ. Có con Doom để đấm với cái bọn 9 Assassin. Đấy. Chuyện này tôi không có cái găng tay Kira. Chính vì thế là chúng ta sẽ không có kẹp cái con Velomancer ở level 10. Tôi bây giờ tôi chỉ có cái hy vọng là cái bọn Saman ấy nó đấm chết bọn Assassin đi. Chúng ta đỡ sợ. Chỉ nói Assassin không kẹp được Kira thì nó cũng hơi đuối. Rồi, thế lấy cái gì đấy? Cái giáp này được không? Mảnh linh hồn này được này. Đánh với Assassin cứ tăng giáp lên anh em ạ. Cho nhiều giáp lên, phản cho nó đau. Rồi. Để xem nào. Vậy là đa số là ăn được đấy. Bây giờ chỉ còn có hai thằng thì một trong hai thằng đấy là chúng ta vẫn có thể ăn được. Hơi đen nhỉ. Aquaman cần lên 3 sao anh em ạ. Aquaman lên 3 sao rồi tôi sẽ dồn đồ cho Aquaman. Mày có Sailing Assassin 2 sao, Phantom Assassin cũng 2 sao rồi. Cái bọn này là nó mắc binh rồi đấy. Bọn 9 xin là mắc binh rồi đấy anh em ạ.
trông có vẻ căng đấy. Có cướp điên hay sao mà chém nhanh kia. Thôi xong rồi. Ơ nhưng mà 9 assassin nó đéo ăn được cái bọn Saman kìa. 9 assassin đi rồi, hay quá. Thế là bây giờ đỡ lo rồi anh em ạ, đỡ lo rồi. Chỉ còn cái thằng Saman này thôi. Run nốt nào. Ui. Một con ách, một con Aquaman nữa là cái trận đấu này nó kết thúc rồi. Anh em thấy không? Đâu cần 5 tiền đâu. Đâu cần 5 tiền đâu. Thế này mà tôi thấy vẫn ổn mà. Đúng không? Vẫn ổn đấy chứ. Vẫn ổn đấy chứ. Round này liệu rằng là chúng ta có thể kết thúc trận đấu này được không? Xếp bài như này là khả năng là tụm lại như này là tôi gây được nhiều đam lắm này. Rồi hóa đá toàn vô đội hình của địch. Ui rồi ôi, hay quá. Có địch chết rồi, có địch chết rồi, có địch chết rồi. Đang đấm vào vẫn còn 3 con. Ồ, vẫn còn 4 con cơ, không phải 3 con. Vẫn còn tới 4 con. Bây giờ là 3 con, 3 con vẫn sống. Vậy là đối thủ chỉ còn có 6 máu. Xác định đi là vừa. Ôi rồi ôi bạn ơi, vừa đủ. Vừa đủ luôn. Ui rồi ôi. Tròn trịa ghê, tròn trịa thế nhở. Đấy anh em thấy chưa? Cái việc mà lựa chọn cái đội hình ấy nó quan trọng lắm. Nó quyết định đến cái chiến thắng vào giai đoạn late game nó rất là nhiều. Đấy nhưng mà trong cái trận đấu này thì thực sự là cái bộ 9 Warrior nó chả có cái cơ sở gì để nó chọn cả. Đấy cái cơ sở để mà 5 đô là không có. Nhưng mà đấy nó lại còn có một cái tư duy khác, tư duy ngược anh em nhá. Nó khiến cho chúng ta có 3 cái lý do để chọn cái bộ Warrior để giành chiến thắng trong cái trận đấu này. Nó thật sự thuyết phục. Cảm ơn anh em rất nhiều. Anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký có thể đăng ký kênh để xem những cái clip khác của tôi nhá anh em nhá. Và nếu anh em còn thời gian, anh em có thể chọn clip bên trái để xem một cái bộ bí kỹ ở trong cái meta này mà nó có thể chiến thắng được 99% những cái line up hiện tại rất mạnh ở trong meta. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để anh em xem tôi chơi một cái trận đấu mà tôi chơi cái đội hình mà tôi có thể giữ được 100% máu đến hết game. Anh em yêu quý tôi cũng có thể đăng ký hội viên, ủng hộ tôi bằng việc ấn vào cái link trên màn hình kết thúc. Xin được cảm ơn các anh em và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!